Xin chào cả nhà nha. Cùng đến với Tika TV của mình. Hồi chiều thấy mưa mọi người ơi. Mưa cũng lớn lắm. Nhưng mà mình mới làm mồi xong mình đi cắm câu ếch khu vực này nè mọi người. Khu vực này là kênh nhỏ nha. Hy vọng có ếch cho mọi người cùng xem. Rồi mời tất cả mọi người cùng mình đi cắm câu ếch nha. Rồi đây là cần câu của mình nha mọi người. Cũng 70 cần nha mọi người. Với mồi này là mồi cũ nha. Mồi này là mồi cá rô phi. Cá rô phi nha mọi người. Với mình xài 3 ống dầu chuối thôi. Đó. Rồi bây giờ là mình cắm từ đây nè mọi người. Mình cắm từ đây nè. Tối đẳng luôn. Rồi mời tất cả mọi người cùng mình đi đi cắm câu ếch nha. Hy vọng bữa nay có thu hoạch nhiều cho mọi người cùng xem. Đó, mình cắm ở đây một cần nha. Rồi mình tiếp tục nữa nha. Mình đã cắm trên bờ đó mọi người. Nào tối tối ếch nó lên bờ nó kiếm mồi á mọi người ơi. Ở đây một cần nữa nha. Mình cắm dài dài trên bờ này nè. Rồi ở đây một cần nữa mọi người ơi nè. Rồi mình tranh thủ cắm cho xong mọi người ơi, gần tối rồi. 5 giờ rưỡi rồi. Rồi chừng nào đi thăm mình quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi cả nhà ơi dính coi, cả nhà ơi mình chưa cắm xong nữa mà. Giờ dính coi nè mọi người. Quá đã luôn rồi. Trời ơi ếch bự nha mọi người. Quá đã luôn. Vừa cắm xong dính con gì nè. Quá đã luôn mọi người nè. Thơm thơm. Nhưng còn mấy cần nữa nè, chưa cắm xong nữa. Bây giờ mình cắm này lại, chỗ này lại. Còn 13, 14 cần nữa, chưa cắm xong nữa, dính con rồi. Bây giờ mình móc mồi mình cắm lại nha mọi người. Quá đã luôn mọi người. Nè. Còn mồi luôn nữa. Thơm nha cả nhà. Chưa cắm xong nữa mà đã dính một con rồi. Rồi sáng rồi cả nhà ơi. Hiện tại là 5 giờ rưỡi cả nhà. Rồi bây giờ mình đi thăm câu và cuốn về luôn nha. Rồi mình chúc cả nhà một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Này không có dính. Còn mồi. Ở đây vẫn còn mồi ta. Đi không thấy ăn luôn trời. Buồn hết sức vậy. Ở đây vẫn còn mồi luôn mọi người. Đi như không có ếch gì á. Đây có ăn nhưng mà không dính. Buồn quá ta.
gần một chục cân rồi, chưa dính con nào nữa. Về bị chuột cắn. Rồi lôi cần đi đâu mất tiêu rồi mọi người nè. Dấu chân thì bự quá trời luôn. Không biết lôi đi đâu luôn. Bây giờ mình đi. Đi cuốn xong thì mình quay lại kiếm nó. Quay lại kiếm cho bằng được rồi. Chắc con bự bự không quá. Wow mọi người. Chắc bằng con này quá. Thế yeah. Mọi người quá đã luôn. Cái đùi nữa nè, quá trời luôn, may mà nó không kéo đi. Mèo mọi người ngon. Quá thơm luôn. Trời ơi, nếu không là sảy mất tiêu rồi mọi người. Nè đứt mỏ luôn nè. Nè đâu có dính mỏ đó đâu. Bị đứt mỏ nè. Ăn đứt mỏ luôn nhưng mà may quá dính cái đùi lại. Nếu không cũng sảy mất tiêu rồi. Ít dính đùi. Bị ăn đứt mỏ luôn mà dính đùi mọi người. Rồi mình tiếp tục nha. Ta ăn ta dính luôn đi. Đứt mỏ dính đùi. Còn may. Còn mồi. Ủa quá trời bị lôi hết cần mà không biết đi đâu nữa. Trời ơi mọi người ơi, đi cần nữa nè. Ủa mà mình thấy rồi ở dưới. Nè. Nhưng mà hết nó nằm ở dưới kìa. Mình thấy nó rồi. Nè nằm dưới nè. Nằm ở đây nè mọi người. Nè ở đây nè mọi người. Cần của mình nè. Ủa em có được không ta? Thấy không? Này lôi ở đây nè. Nó quá trời bự luôn.
Quá đã luôn mọi người ơi. Hết khủng không? Quá sướng, quá sướng. Nghe không mọi người? Quá đã luôn rồi. Giờ nó vô vỏ luôn mọi người. May mà nó dính cây lại, nếu không là đi nữa. Quá mập luôn. Vô mới được 3 con gần nửa ký rồi. Thấy nặng kịch luôn trời. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, sướng sướng 3 con bự rồi đó. Đi còn một xíu nữa mình đi kiếm một cần đó nữa, hy vọng là có cho mọi người cùng xem được 3 con bự bự. Rồi tiếp tục mọi người, rồi dính nó đang cần nữa mọi người ơi, nè con nữa nè. Con này con tí hon. Tí hon nha mọi người. Con nhỏ. Cỡ này ăn cũng được rồi. Như đây nè mọi người. Quá sướng, quá sướng luôn. Trời mưa các bạn đi cắm đi là chắc chắn là có ếch bự bự nha mọi người. Tại vì ếch bự bự nó ra trời mưa nó mới ra nhiều. Còn cái ếch nhỏ nhỏ khỏi trời mưa nó cũng ra ăn nữa. Còn ếch chúa ếch bự là mưa mưa nhiều nó mới ra, mưa lớn nữa. Ở đây bị sẩy mọi người nè, dấu chân nè. Buồn quá. Ngựa đây hết mồi luôn. Ăn hết mồi. Ăn hết mồi mà nó không có dính. Đây người ta mới làm đất trồng gì không biết nữa mọi người. Nông dân làm đất rất là sạch sẽ. Ồ, dưới nó đen con mọi người nè. Con này cũng được đấy mọi người. Cho em nói vô giỏ luôn. Cũng được nha.
Đang kịch rồi. Cực kỳ rồi mọi người ơi. Quá đã luôn. Một hồi nữa mình đi kiếm con kia nữa. Kiếm cần bị lôi đi nữa. Hy vọng nó dính. Rồi đây con mồi. Cần lôi đây nó dính bảo đảm rồi, nhưng mà nó lôi đây không biết đi đâu. Buồn hết sức. Hy vọng nó vòng vòng đó dính cây nào đi. Dính cây là mình bắt nó được rồi. Đây con mồi luôn mọi người. Đây con mồi. Còn một cần duy nhất. Rồi hết mồi không dính mọi người. Rồi hết rồi mọi người. Rồi mình đi kiếm cần kia mọi người. Giọng dính đi trời. Rồi tiếc quá cả nhà ơi. Bị lôi đây mà không biết kiếm ở đâu luôn. Kiếm nãy giờ vòng 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 ở đây là không thấy nó luôn. Không biết nó đi đâu nữa. Rồi giờ bữa nay mình thu hoạch được nhiêu đây mọi người. Cho mọi người cùng xem nha. Nè, như đây nè. Đã chưa? Con này là quá trời luôn à. Quá trời bự luôn. À, được 1, 2, 3, 4. Được 4 con bự nha mọi người. Với một con tí hon. Con này là bự nhất nè. Còn mấy con kia vừa vừa thôi. Với một con tí hon. Quá đã luôn. Hơn ký mọi người, chắc hơn ký quá. Ít bự bự không à. Quá thơm, quá thơm. Rồi video đến đây hết nha mọi người. Ai chưa đăng ký ủng hộ đăng ký kênh mình nha. Đăng ký miễn phí. Rồi hẹn mọi người video tiếp theo nha. Rồi bye bye mọi người.